Nhưng mà trưa nay em với anh mở hàng trước cho nó hên ha. Hằng à, dậy con. Hằng, dậy. Ủa, ma chưa ngủ hả? Trời đất ơi, sáng banh bắt là ngủ gì nữa con. Ủa, đêm hôm con ngủ ngoài này hả? Con nằm chờ anh Tuấn ngoài này, ngủ hồi nào không hay luôn. Ủa, hồi hôm má thấy anh Tuấn về chưa? Má đâu có biết đâu. Má ngủ dậy má đi thẳng ra ngoài này luôn á. Để con vô rửa mặt đã. Ừ. Gì kỳ vậy ta? Không lẽ mình ngủ quên không nghe tiếng gõ cửa? Alo, anh nghe nè. Hồi hôm anh ở đâu? Anh có về nhà không vậy? Hồi hôm anh ngủ ở công ty. Tại hôm qua có khách hàng đột xuất nên là anh không có về kịp. Anh làm em lo muốn chết nè. Tối qua em nằm ở phòng khách chờ cửa anh về, mà mệt quá, ngủ quên một giấc tới sáng. Tại vì em sợ là anh về gõ cửa bấm chuông em không có hay. Alo, anh nghe em nói không vậy? Thôi, có gì mai mốt á, anh không về anh gọi điện báo trước cho em ha, cho em khỏi lo. Vậy cũng được. Mà hôm nay em có đi làm không vậy? Dạ có, chút nữa em lo đồ ăn sáng cho má với anh Kiên xong em đi liền nè. Vậy có gì em ghé qua trường đóng tiền học cho con luôn nha. Dạ em biết rồi. Giờ anh gọi hỏi là sao hôm qua anh không về đúng không? Đâu có, vợ anh nói hiền lắm. Nếu mà được như vậy thì may cho em quá. Con gái Sài Gòn ghê lắm. Nó thực dụng hai mặt lắm. Biết không? Cái mặt nai nai này tôi sợ bị lừa quá thiệt luôn á. Biết rồi, cảm ơn. Tôi nói là tôi nói chung chung vậy thôi. Còn ông á là phải tự chủ động thông minh mà hiểu là tôi muốn nói ai, hiểu không? Ý ông nói á là Hà hả? Cái gì vậy? Nói xấu người ta mà nói bự vậy ông nội? Mà con Hà nó đang tán tỉnh ông đúng không? Phải không? Không biết. Nó tán tỉnh ông là chuyện xấu đó. Nó đang làm theo lệnh của bà Hương đó biết chưa?
ông làm ơn á, làm ơn rời xa con bánh bèo đó liền giùm tôi, biết chưa? Biết rồi, khỏi nhắc. Biết rồi khỏi nhắc ha. Rồi mà cứ tiếp cận đi với con Hà đi, rồi nói làm sao á, gặp đại nạn. Thôi được rồi, đi với tôi. Đi đâu? Đi hát karaoke. Cái gì? Đi karaoke hả? Ừ. Ở karaoke, hồi đó ở dưới quê tôi hát dở lắm. Ở dưới hát á, trâu bò nó xúc dây nó chảy hết trơn. Không sao hết trơn á, không hát được thì nghe tôi hát. Với lại làm giám đốc phải biết hát karaoke chứ. Ủa, bộ làm giám đốc là phải biết hát karaoke hả? Ừ, thì làm giám đốc rồi á, mấy cái ăn chơi nhảy múa rồi á, nghệ thuật gì á mình phải biết hết, hiểu không? Để mình giao lưu nữa. Cái này ông Cường đâu có kêu ông dạy tôi đúng không? Nghĩ sao không? Trời đất ơi, cái lít dạy của tôi nó dài dằng dặc luôn á. Đây là cái giáo trình của tôi. Làm giám đốc là phải biết ca hát, giao lưu, học hỏi lẫn nhau, hiểu không? Thôi nói chung là thôi, đừng có bàn ra nữa. Cứ nghe theo tôi, nghe chưa? Vụ con Hà đó, né nghe chưa? Bây giờ đi ca với tôi, đi. Ba không có nghe điện thoại được rồi. Ba nói ba mất làm giám đốc. Mẹ đừng có gọi nhiều cho ba nữa. Thôi má ăn cơm trước đi. Bận gì bận cũng phải về ăn cơm với vợ con chứ. Cả tuần lễ nay nè, có về ăn cơm đâu. Rồi hồi hôm này nè, cũng không về nhà ngủ nữa. Người Sài Gòn vậy đó má. Thôi má ăn cơm trước đi. Thôi con, má không muốn ăn đâu. Đã thỏa thuận với nhau rồi, sao 11 giờ là không có nghe điện thoại nữa mà. Được rồi, thì không nghe. Alo Liên hả em? Dạ. Em đi đâu vậy? Dạ em đi công chuyện xíu. Em về chưa? Bây giờ chị ra mở cửa cho em nha. Thôi không cần đâu chị, em đang ở dưới sân chung cư nè. Mà chị nè, bé Kiên nó ngủ chưa vậy?
nó ngủ rồi. Vậy chị đi xuống sân gặp em, rồi cùng em đến chỗ này một chút. Không được, bé Kiên ở nhà có một mình à, sao chị đi được? Trời, không có sao đâu, hai chị em mình đi có chút xíu hả? Với lại nó ngủ rồi, bây giờ chị khóa cửa ngoài, rồi đi với em chừng một tiếng đồng hồ là xong hả? Em đứng dưới đây đợi chị đó. Nhanh nha chị, lẹ nha. Em... Chị hai, đi lên xe, lên xe. Nè Liên, hả, có chuyện gì mà thấy cô ba bí hiểm vậy? Bây giờ cũng khuya rồi, còn đi đâu nữa? Thì chị cứ nghe lời em đi, lên xe rồi nói chuyện, mình không có thời gian đâu. Nè, cái gì nữa? Để anh Kiên ở nhà mình, chị không yên tâm chút nào hết. Không sao đâu, dù gì á mình đi có một tiếng đồng hồ mình về à. Bé Kiên dù gì nó cũng ngủ rồi, mình cứ đóng cửa không có sao đâu chị. Đi, nghe lời em, lên xe. Nhanh đi mà, quan trọng lắm. Lên, em nói cho nghe nha. Chị hai xuống xe đi. Sao ngồi hoài vậy? Đi. Thôi, chị không có lên đâu. Chị sợ lắm. Kỳ lắm. Trời, chị hai, mắc mớ gì đâu kỳ. Trời, chị lên chị lo ông Tuấn về với chị, với gia đình mình, với bé Kiên. Có gì đâu mà kỳ, có gì đâu mà sợ. Cái con đó đó, nó đang giật chồng chị, nó gian díu với chồng chị. Nó phải là người sợ là kỳ chứ không phải là chị. Đi, lẹ. Sao vậy? Đánh ghen thì được cái gì đâu. Trời đất ơi, làm cho anh Tuấn xấu hổ với nhân viên thôi chứ được cái gì đâu. Thôi em lên đi, chị không có lên đâu. Em lên nói với anh Tuấn xuống về với thằng Kiên thôi mà. Chị hai, cái này mới là kỳ nè. Thiệt, em bó tay với chị á. Chị là vợ hợp pháp của ông Tuấn thì chị lên chị lôi ông về được. Còn em, làm sao em lôi ông về được? Đi mà chị hai. Có em không sao đâu, chị yên tâm đi, đừng có sợ. Nhưng không mà... sao hết á, có em. Đi. 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 À, dạ anh ơi, anh cho em vô gặp anh hai em chút xíu nha. Ờ. Dạ. Dạ cảm ơn anh nhiều. Thôi em đi. Về đi em. Em nói chị hai đi. Đi mà. Đi.
vậy? Mày hả? Tao biết ngay mà. Mày dám giật chồng của chị tao hả? Mày hả? Bắn người ta. Mày hả? Liên. Bắn người ta. Mày hả? Liên. Anh buông em ra đi. Liên, anh buông em ra đi. Liên à, tao đã kết thúc. Tại sao mày ly quá vậy hả? Không được giật chồng người khác đi chứ. Mày quá đáng lắm rồi. Chưa có thôi giật chồng người ta chưa hả? Hả? Này là lần cuối nghe chưa? Cấm không bao giờ giật chồng người khác nữa nghe chưa? Nghe chưa? Mày muốn đứng trong đó đúng không? Mày cứ ở yên trong đó đi. Tao đứng đây nè. Tao coi chừng nào mày ra. Mở ra. Tao kêu mày mở ra. Cái con quỷ này. Liên. Mở ra chứ. Liên. Hả? Thôi đi. Mày đừng có ổn. Xuống đưa chị hai mày về kia kìa. Mày hai chị em mày hôm nay về chết với tao. Bỏ thằng nhỏ ở nhà, qua đây làm cái chuyện tào lao như vậy hả? Tôi không về đó. Còn anh mày... thì sao? Anh hư lắm rồi nha. Tôi về á, tôi mét má chuyện này cho anh coi. Anh ăn hiếp chị hai riết rồi anh quen rồi phải không? Hết chuyện làm rồi hả? Hả? Nghĩ sao bỏ vợ bỏ con đàng hoàng đi quen với con điếm thúi này hả? Đi mà không mày đi. Tức chết mà. Anh đó nha. Anh không có quyền gì để lên mặt cái tôi hết á. Anh đi về. Mặc đồ vô đi xuống dưới đưa chị hai về. Không về. Anh không về phải không? Được. Anh không về chứ gì. Tôi ở đây suốt đêm cho anh coi. Mở cửa ra. Mở cửa Liên ra. À, Liên. Mở cửa ra. Anh về không? Mở cửa ra. Mở ra. Thank you.
Kiên ơi, con đâu rồi Kiên? Kiên ơi, Kiên, con làm sao vậy? Kiên ơi, con mau tỉnh dậy đi con. Kiên. Anh ơi, anh Kiên ơi, à? Mau đưa con đi cấp cứu đi anh. Kiên. Kiên ơi, con ơi. Kiên à, Kiên, Kiên à, tỉnh lại đi con ơi. Tỉnh lại đi mà, Kiên, tỉnh lại đi con. Anh hai, Kiên sao ơi. Vậy này? Xuống lấy xe đưa thằng cu đi bệnh viện nhanh lên. Con ơi. Anh có làm đăng ký kết hôn với Thúy chưa? Anh thấy chưa đủ điều kiện. Tại sao? Tỉnh rồi. Kiên ơi. Chị. Chị tỉnh rồi hả? Đây là đâu? Đây là nhà của chị. Chị xỉu, không nhớ gì hết hả? Chị. Thằng Kiên con tôi đâu? Mà sao hai người lại ở đây? Thằng Kiên con tôi đâu? Chị bình tĩnh. Chồng tôi đâu? Chị nằm xuống nghỉ ngơi đi. Bác sĩ nói chị phải nghỉ ngơi vài ngày mới khỏe được. Nằm xuống đi chị. Không. Chồng tôi đâu? Con tôi đâu? Mọi người đâu hết rồi? Chị. Chị Hằng. Anh buông tôi ra đi. Để tôi đi kiếm con tôi. Kiên. Bình tĩnh đi chị. Chồng chị đưa thằng bé về quê rồi. Nằm nghỉ đi. Anh nói gì? Anh Tuấn đưa thằng Kiên về quê để làm gì? Thằng Kiên phải đây để đi học mà. Thằng Kiên đâu? Chị. Chị nói đi, thằng Kiên đâu? Nó. Nó làm sao? Nó không còn đi học được nữa. Nó mất rồi. Chết. Con đã sai đúng không? Thằng Kiên con tôi nó không chết đúng không? Tôi phải đi tìm thằng Kiên. Kiên ơi, mẹ sẽ kiếm con Kiên ơi. Chị. Thằng Kiên con tôi nó không chết. Bình tĩnh Kiên đi chị ơi. Con ơi, Kiên ơi chị. Con ơi, chị. Mẹ sẽ đi Hằng kiếm à. Con chị. Kiên ơi. Con ơi, Kiên Hằng. Ơi chị ơi. Kiên ơi.
Chị Hằng, chị Hằng. Hằng. Anh phụ em một tay. Anh đi gọi bác sĩ đi. Má. Má ăn miếng cháo đi. Mấy hôm nay má không ăn gì rồi. Má. Má. Khóc lóc cái gì hả? Hả? Mày giết chết cháu của mày, mày vừa lòng hả dạ chưa? Mày vừa lòng hả dạ chưa? Anh im đi! Tôi không có giết cháu tôi mà! Chết rồi, vậy ông Tuấn có quay trở lại không trời? Trời đất ơi, buồn thiệt hay diễn sâu vậy trời? Mà diễn cũng đâu cần phải gì với tôi.
Con ông Tuấn chết chứ phải con tôi chết đâu mà làm gì với tôi vậy trời. Ông đi ra ngoài giùm tôi đi. Trời ơi, chuyện lạ đó đây hả trời? Sao vậy? Diễn thôi mà. Bây giờ yêu thiệt rồi hả? Rồi thấy gia đình người ta có chuyện buồn rồi hả? Trời ơi, sao mê trai dữ vậy trời? Trời, cái mặt gì mà mê trai thấy ghê thiệt chứ trời. Ông đi ra ngoài, nhanh. Con nhỏ này khùng chắc luôn nè. Coi chừng tôi á. Em bị làm sao vậy? Đừng nói với chị là em yêu thằng Tuấn thiệt nha. Dẹp cái tình cho không biếu không này giùm chị một cái đi. Em đang lo là anh Tuấn sẽ không trở lên đây nữa nè. Cho trừa cái tật mê trai thì cũng tại chị hết đó. Tại chị? Tại là tại làm sao? Thì chị kêu em mồi chài ổng, đưa ổng vào đời, học cách hút chích, gái guốn. Chị kêu em là yêu giả nó, chứ đâu có bắt em yêu thiệt. Thì em có yêu thiệt đâu. Em không yêu thiệt hả? Em không yêu nó mà em cứ giữ nó khư khư ở đây. Nó là người có gia đình, có vợ, có con, có nhà, có cửa. Em cứ giữ nó như vậy, vợ nó đánh ghen là phải rồi. Tối ngủ còn trang điểm nữa. Liên à, tỉnh dậy với anh đi. Liên tỉnh lại đi, tỉnh dậy đi em. Liên à, Liên. À, xin hỏi ai là người nhà cô Đinh Thị Thùy Liên à? Là tôi nè. Cô uống thuốc ngủ quá liều nhưng bây giờ đã tỉnh rồi. Bây giờ anh cầm tô thuốc này nè, ra quầy thuốc trước cổng bệnh viện á, rồi mua thuốc cho cổ nha. Dạ cảm ơn. Dạ em mời anh uống nước. Ủa, hôm nay con dâu cho cả nhà ăn sáng món gì đó? Dạ ăn hủ tiếu Nam Giang nha bác Bảy. Tự tay con nấu đó hả? Dạ. Chàng ơi giỏi ơi là giỏi. Tại vì con muốn đổi món cho anh Quang ăn đỡ ngán đó bác. Con gán nấu cho thiệt là giỏi đi. Cái mình mở cái quán nhỏ ngoài đường này nè, bán kiếm chút đỉnh đồng ra đồng vô nghe con. Dạ. Mà thôi để con xuống nấu cho bác Bảy một tô nha. Giỏi quá. Sao con ăn vừa miệng không con? Con có ăn miếng nào đâu mà biết vừa miệng hay là không. Con bị sao vậy? Ba. Cái gì? Thằng Kiên, con của anh hai của Liên á, nó chết rồi. Nó bị lên cơn hen suyễn nó chết. Ba sao vậy? Ba sao đâu, ba bình thường. Trời ơi, con không ngờ ba vô cảm gì luôn á ba. Vô cảm là cái giống gì? Con người ta chết mà ba không có chút động lòng nào hết trơn vậy hả? Ba có biết là Liên đang đau khổ lắm không ba? Thì bây giờ nó bệnh rồi, nó đã chết rồi, bây giờ còn làm gì được nữa.
con người ta sống chết có số đó. Bánh xe vô thường cứ lăn tới thôi, ai hết kiếp là đi thôi. Con không nói với ba nữa, con đi đi. Đi làm đó ha. Con đi luôn, con không thể nào sống với một người vô cảm như vậy được. Mày đứng lại tao hiểu nè. Mày quyết định bỏ cha già này để mày chạy theo con nhỏ hư hỏng đó phải không? Con nói với ba một lần cuối, Liên không bao giờ hư hỏng như ba nghĩ đâu. Tao không hề nghĩ, chính mắt tao nhìn thấy tận tường. Nó ôm thằng Xếp đó trước phòng trọ nhà mày, nó một cách cứng ngắc luôn. Tao là tao còn tự trọng thôi, tao còn liêm sỉ, tao còn thương con tao, tao sợ nó đau lòng tao không nói. Bữa nay mày ép tao tới chân tường, tao không giấu nữa. Tao nói như vậy đó, mày giải quyết làm sao là tùy con. Alo, qua nghe nè. Ai đó? Chị Hai nè, chị Hằng, chị dâu của Liên đây. À, dạ em nghe chị. Chị gọi em có gì không? Bé Liên nó tự tử nằm ở bệnh viện rồi. Thiệt hả chị? Trời ơi. Trời, quỷ thần ơi. Quang, con đi đâu mà gấp vậy? Từ từ thôi, có dừng xe đó con. Em đừng có bao giờ dại dột như vậy nữa nghe chưa? Em nằm đây nghỉ đi. Bác sĩ nói em phải uống nước chanh hết ngày, chiều tối mới được ăn cháo. Bây giờ chị đi kiếm chanh mua cho em nha. À, thôi được rồi, để đi mua chanh cho. À, mua gì nữa không? Không cần đâu, tôi tự làm được. Anh đi làm việc đi. Ờ, vậy thôi em ở nhà chăm sóc cho Liên nha. Anh đi làm nữa. Em khỏi đi làm ô xin nữa nghe chưa? Anh Hai, Liên có sao không anh? Liên ở đâu anh? Nó ở trong phòng á. Dạ, em biết rồi. Mấy giờ khách tới chị? Dạ. Em xin chị buồn với anh. Và em cũng xin lỗi anh nữa. Xin lỗi anh chuyện gì? Thì tại em mà vợ anh buồn. Và cũng tại em mà xảy ra chuyện như vậy đó. Em đừng có nói như vậy. Không phải lỗi do em đâu. Sao rồi? Công việc thế nào? Mấy con gà của tụi mình đã tập kết về Sài Gòn hết chưa? Thì mọi chuyện cũng đâu vào đó hết rồi.
Gà mình đã tập kết lên trên này hết rồi. Em à, anh có chuyện muốn nói với em. Dạ, thì anh cứ nói đi, em nghe. Anh nghĩ là chuyện của tụi mình, anh lỡ hứa với Cường là chắc hai đứa mình kết thúc quá. Em cũng đang tính nói với anh chuyện này đó. Bây giờ hai anh em mình là đồng nghiệp nha. À không, anh là sếp của em. Bắt tay sếp nè. Sếp, mình chia tay nha. Có cần hôn tạm biệt không? Cứ tự nhiên đi, đàn ông mà, làm sao kiềm chế được món ngon chứ, hả? Em cảm ơn anh Cường. À, tụi em đang tính đem gà mới qua bên thẩm mỹ viện của anh đó. Bên anh đã chuẩn bị xong chưa? Anh tới để nói với em là giờ là vài ngày đi, chuyện bên đó chưa bàn giao cho quản lý mới. Ủa, thay đổi quản lý mới hả? Cái gì thì cũng phải có sự thay đổi thì mới phát triển được chứ. Đúng không bạn Hiền? Cố lên, mọi chuyện rồi cũng sẽ đâu vào đó thôi mà. Bắt đầu từ bây giờ, anh sẽ không rời em nửa bước. Em ráng khỏe lại nha. Anh sẽ đi thuê nhà, lúc đó anh với em sẽ ở với nhau giống như hồi trước vậy đó, vui vẻ hạnh phúc biết mấy nha em. Hoàng có đi làm không em? Dạ không chị. Chị đi đâu thì cứ đi đi, em ở lại chăm sóc Liên được rồi nha chị. Chị cảm ơn em nha. Chị có nấu cháo lạng dưới bếp, chút nữa em múc miếng cháo để thêm ít đường rồi cho nó uống giùm chị nha. Dạ em biết rồi. Chị đi đi, chị đừng có lo nữa nha. Em nghỉ ngơi cho khỏe đi. Bây giờ chị phải đi làm, chị còn nợ người ta mấy tháng lương chưa trả. Mắc nợ người ta không biết bao giờ mới trả hết em à. Chị hai, tối chị hai về nhà ngủ phải không chị hai? Chị hai à, Chị hai vì em, chị hai bỏ qua cho anh hai em một lần nghe chị hai. Em nghĩ là anh hai của em á, sau chuyện này anh sẽ thay đổi, anh sẽ không có như vậy nữa đâu chị hai. Chị hai ơi, bây giờ chị chưa có nghĩ được gì hết. Em cho chị thời gian đã. Bây giờ em phải nghỉ ngơi cho thiệt là khỏe.
em có khỏe có mạnh thì chị mới mạnh theo em được. Em mà chết là chị đi theo em luôn đó. Hai người phải mạnh mẽ lên, hiểu không? Đừng có khóc nữa. Em khóc theo bây giờ em sợ nước mắt phụ nữ lắm. Chị đi làm nha. Chị hai, thôi đừng có khóc nữa. Je sais pas moi, un, deux jours. Oui, non, peut-être une semaine ou deux. Non, écoute, faut que je te laisse. Oui, oui. Non. Non, mais... écoute, voilà, je te rappelle, je te tiens au courant. Ok, allez, à plus. Dạ. Chị Hàn. Dạ, tôi xin lỗi anh. Lẽ ra tôi tới sớm, nhưng tại nhà tôi có việc nên tôi tới trễ. Không sao, chị tới là tôi vui rồi. Nhưng mà có chuyện gì quan trọng ở nhà hả? Dạ. Tôi xin lỗi, tôi hơi tò mò. Nhưng mà tôi chỉ lo cho chị thôi. Việc quan trọng đó thì có cần tôi giúp không? Dạ thôi, anh giúp tôi nhiều lắm rồi. Tôi cảm ơn anh. Mọi chuyện cũng đã qua hết rồi. Hàng. Chị bị sao vậy? Dạ tôi xin lỗi cô. Tại vì tối qua em chồng tôi uống thuốc tự tử vì ám ảnh con trai tôi chết. Tôi xin lỗi cô. Thôi mình vào nhà đi anh. Tội nghiệp cô Hành quá. Nè, phần của em thì em chuẩn bị xong hết rồi. Bây giờ còn phần của anh. Anh photo mấy cái giấy tờ cần thiết ha. Xong rồi điền vô mấy cái mẫu đơn này nè. Ký tên, rồi ngày mai mình đưa cho luật sư Tâm. Ha. Buổi tối anh sẽ xem. Bây giờ anh có hẹn với Lan và Cường lúc 3 giờ chiều để gặp em ở thẩm mỹ viện. 3 giờ chiều. Đúng. Em chuẩn bị rồi mình đi. Ok. Có cần tôi giúp gì không? Đừng ngại. Dạ thôi, không cần đâu anh. Tôi mang ơn anh nhiều rồi. Anh, mình đi thôi. Em kêu Huệ ra cùng làm việc với chị Hàng nha. Chị còn mệt đó. Bé Huệ ơi, xuống làm việc với chị Hằng nè. Bé Huệ. Chắc là nó còn ngủ trong phòng bé Linh rồi. Thôi có gì chút nữa chị Hằng kêu nó dậy giùm em nha. Dạ tôi không sao đâu cô. Đi thôi anh.
Nhưng mà con muốn chờ ba mẹ con về. Bà nội nói phải có đủ người mới được ăn cơm. Liên à, sao em lại khóc nữa vậy? Anh đã nói là không được khóc nữa, nghe không? Ráng ăn miếng cháo nha. Ăn miếng đi em. Em không ăn đâu. Ráng ăn miếng đi, đừng có khóc nữa, nghe không? Em ăn không nổi. Anh cứ để nó đi, chút nữa em ăn. Anh về đi, không thôi ba anh lo đó. Anh không có về được. Anh không có để em ở lại đây một mình được, nghe không? Chừng nào mà có người về anh mới về. Đừng có khóc nữa. Ủa, không lẽ anh hai em về sớm vậy? Ông đi đâu đây? Cho tôi gặp Liên. Liên không có ở nhà đâu. Ông đi về đi. Cậu là ai vậy? Tôi nói cho ông biết, tôi là chồng sắp cưới của Liên nè. Cậu là thằng nào mà dám nhận chồng sắp cưới của Liên? Tôi báo cho cậu biết, tôi mới là chồng sắp cưới của Liên nè. Tôi không cần biết. Ông đi về giùm tôi đi. Về đó. Tôi muốn gặp Liên nè. Ông đi về. Đi về đi. Cậu làm gì vậy? Đi. Hả? Ông làm cái gì vậy? Hả? Tránh ra coi. Hai người. Hai người đi giùm tôi đi. Đi hết đi. Ok ok. Liên. Trời ơi. Liên ơi. Liên. Ông làm cái ly xỉu nữa nè. Ông đó. Tránh ra. Đi ra. Tránh ra đi. Ông đi tránh ra. Tránh ra. Liên ơi. Liên. Liên ơi. Liên. Đừng có làm anh sợ Liên ơi. Liên ơi. Em có sao không Liên? Liên ơi. Tỉnh dậy đi Liên. Tỉnh lại Liên. 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 Em có sao không Liên? Anh tới là Liên. Liên à. Liên. Liên ơi Liên. Liên ơi Liên. Anh này Liên. Ra uống miếng nước cho tỉnh đi em. Liên. Sao mày ngu quá vậy? Còn đang xỉu muộn cái gì? Để nó đi chút tao uống. Liên ơi. Anh tới nè em. Liên ơi tỉnh dậy đi em. Liên ơi tỉnh lại đi em. Liên. Liên ơi. Mày bóp cái gì vậy? Thì bóp cái chân chơi tỉnh lại chứ làm chi. Mày điên hả? Bóp không gì hả? Đây nè. Bóp cho lòng bằng chân cho tao. Liên tỉnh lại đi em. Anh tới nè em. Anh tới thăm em mà Liên. Liên. Còn ông nữa. Ông rành quá ha. Người ta đang xỉu, để lên người có hơi người sao ta tỉnh lại. Hay quá. Tao báo cho mày biết là Liên xỉu trên đùi tao biết bao nhiêu lần chưa? Bao nhiêu lần là bao nhiêu lần? Ông có biết là tôi với Liên ở chung nhà trọ bao nhiêu lâu rồi không? Bao nhiêu lâu? 3 năm rồi đó. 3 năm mà cũng khoe. Mày biết Liên làm công ty tao bao nhiêu năm chưa? Bao nhiêu? 4 năm. Ông nói thắt vừa vừa thôi. Tôi với Liên ở chung với nhau, làm công ty của ông ngày mấy tiếng? 8 tiếng đúng không? Tôi với Liên ở chung với nhau 24/24 nè. Xạo xạo. Ông mới xạo. Liên ơi. Em tỉnh rồi hả? Ông tránh đi thì tôi coi. Mày tránh ra đi. Tránh ra. Mày xích ra. Ông tránh ra thì con. Ông tránh ra. Liên. Liên tỉnh rồi hả em? Em tỉnh rồi hả Liên? Anh nè. Liên. Mày xích ra cho Liên thở coi. Liên. Hai người. Hai người đừng. Liên. Ông tránh ra giùm tôi một cái coi. Xỉu nữa đâu kìa. Tại ông á. Liên xỉu rồi thấy chưa? Ông làm á. Mày á. Ông đi ra coi. Làm gì? Mày làm gì? Tại ông á. Tại ông á. Liên. Liên ơi. Liên. Liên ơi, Liên. Tỉnh lên em. Anh nè, anh nè. Anh nè, Liên. Anh là thằng. Ông tránh ra coi. Cái thằng này. Xích ra đi. Liên, 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 Liên. Liên.